Vâng, em xin chào tất cả các anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Ngày hôm nay em lên một số siêu phẩm gửi tới các bác nhé. Đây là một cái giò cẩm báo này. Giò cẩm báo ghép rất đẹp các bác này. Cái này thì độ thuần của nó thì quá thuần rồi. Em ghép 2 năm nay rồi. Giò cẩm báo này có 1 cây, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Còn một cây này là mẹ con nhé các bác nhé. Cây con nó đang thò à. Cây cẩm báo này mã số D33 giá 700.000. 700.000 D33. Hôm nay em lên toàn siêu phẩm trước cho các bác nhé. Và những cái đơn rẻ tiền thì em sẽ lên sau. Đây, tiếp theo một siêu phẩm nữa nha các bác nhé. Tam bảo sắc của Lai Châu nhé. Một siêu phẩm ghép trên cái gỗ đây các bác. Đằng sau em đã ốp 2 cái túi phân dê vào đây rồi. Một siêu phẩm như này nhé. Đây các bác nhìn kỹ nhé. Siêu phẩm D40, 1.500.000. 1.500.000 cho cái siêu phẩm này nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn kỹ cây cối nhé. Rất đẹp. Có nhiều cây nó đang đẻ rất nhiều con. Tiếp theo em lên một cái siêu phẩm nữa. Quế trắng tháng 8 nha các bác nhé. Một siêu phẩm đây. Quế trắng tháng 8 quá thuần. Độ thuần của nó thì nó là quá thuần luôn các bác nhé. Đứng xa cho các bác nhìn độ to của nó nhé. Đấy, một siêu phẩm như này. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ cây cối nhá. D41 của em có giá là 1.800.000, quế trắng tháng 8 nha các bác nhá. Quế trắng tháng 8. D41 1.800.000. Quế trắng. Bề nặng quá các bác ạ. Tiếp theo một siêu phẩm hạc vĩ Lai Châu. Hạc vĩ của Lai Châu nhé các bác nhé. Tí nữa em sẽ lên những cái đơn nó rẻ rẻ tiền để cho các bác sưu tầm nhé. Em lên các siêu phẩm trước để cho các bác đấy. D35 550.000 nhé. Đấy, 550.000 một bảng hạc vĩ này nhé. Hạc vĩ Lai Châu cái này năm nay mà nó nở hoa thì thành một cái mảnh luôn, em nói thật các bác, đẹp mỹ mãn, thành một cái mảnh cái rèm cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác nhìn đùi gà đây, đùi gà tròn của Lai Châu nhá, ghép trên cái lũa cực kỳ đẹp đấy, ghép trên cái lũa đùi gà tròn. D32 của em có giá 600.000. Một tác phẩm như này nha các bác nhá. Đấy, đến mùa hoa thì không phải đùa đâu. Về cái này thì nó đã thuần rồi, các bác cứ chăm tưới bình thường thôi. Thỉnh thoảng các bác mà có điều kiện các bác rỗi rãi thì phun thêm cho nó một chút cái phân bón lá vào cho nó ăn qua lá. Đấy. D32 600.000, đùi gà tròn. Đấy. Quay kỹ cho các bác nhìn cho nó sướng đây. Đây. Rồi. Tiếp theo em lên cái mã Hồng Thiên Cung nhé các bác nhé. Hồng Thiên Cung. Đấy, như một cái rèm nhá, như một cái rèm, một cái mảnh nhá. Các bác nhìn sướng chưa? Nó dài nó khoảng tầm 5-60 cm gì đấy. 80 cm thân dài nhá, hơn 80. Em thử xem là 1 2 3. Úi giời, nó phải đến 80 cm đấy các bác ạ. Cái dài nó phải 80 cm, như một cái mảnh cái rèm. Đến mùa hoa thì các bác mới biết, mới thấy nó rực rỡ như thế nào. D42 450.000. Đấy, 450.000 D42. Đây em lên cái giò hạc vĩ của Lai Châu đây. Cái này thì về các bác
keo lên em trồng trên một cái chậu nhựa đã phân do rồi, trồng bốn xung quanh luôn. Mã D34 300.000, 300.000 cho cái chậu học cũng như này. Tiếp theo em lên một cái giò cáo của Lai Châu nha các bác nhé. Cáo Lai Châu đây, đây nó có cây xếp lưng rất đẹp để các bác này. Đấy, cây xếp lưng rất đẹp. Cái này nó có 5 cây thôi nha các bác nhé. Cáo ghép lũa này. Đấy, ghép trên cái bảng lũa nhé. Cái cáo này cáo không số nha, có giá 400.000 các bác nhé. Các bác lấy thì bảo báo em là cáo không số nhé, 400.000. Tiếp theo em lên cái cáo trồng trong chậu đây. Cái này thì về các bác lên thay cái chậu đi. Các bác nhấc chậu thì nó sẽ ra hết mà. Giá thể em trồng bằng cái giớn vụn, các bác nhấc ra thay vào chậu thì cái giớn này nó vẫn còn bám nguyên, nó không tụt được ra đâu. D25 có giá là 220.000, 3 cây 220.000. 220.000 các bác nhé. D26 cũng 3 cây. 3 cây à 4 cây. 4 cây, một cây nó đẻ một cây con trong này, này. Cũng 220.000 nha các bác nhé. Nó đẻ một cây con. D26 cũng 220.000. Tiếp theo, em lên một cái giò chồn nha các bác nhé. Đây, đuôi chồn. Chồn thì nhà em rất nhiều nha các bác nhé. Riêng chồn thì quá nhiều luôn các bác, mà những cái chậu nó có giá từ 300 đến 1 triệu rưỡi có nhé. Thì các bác mà có khoảng lấy khoảng tầm tiền nào thì cứ báo em, kết bạn Zalo em, chụp ảnh em gửi cho các bác. D39 600.000 cho một cái tác phẩm chồn như này. 600.000 D39. Đấy. Tiếp theo em sẽ lên những cái mã nó rẻ rẻ tiền chút. Em lên thì nó cũng từ to đến nhỏ để các bác sưu tầm. Quế Trắng tháng 8 D45 500.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. 8 cây 550.000 cho giò Quế Trắng tháng 8 này. Quá đẹp luôn. Đấy. Về các bác chỉ treo chăm chuối bình thường thôi. D45 500.000. Tiếp theo D46 D46 350.000. D46. Cái mã này nó không được xếp như cái mã kia nha các bác nhé. Cây nó cả xếp lẫn cả lướt, cho nên là em bán giá nó rẻ hơn một chút. Với cả một số cái lá nó bị lỗi này, nhưng mà không vấn đề gì hết. Những cái lá gốc thì không ảnh hưởng gì. D46 350.000. Mấy cây đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. 7 cây 350.000. Tiếp theo em lên mã đen rô. Đen rô hoa tím nha các bác nhé. Đấy, đen rô. Đen rô xuân đây. Nở dịp Tết đây. Đấy, thân thủ thì cực đẹp luôn. Mã D30 320.000. 320.000 cho cái mã đen rô này nhé các bác nhé. Đen rô xuân đấy, đen rô hoa Tết đấy. Đây, lên cho ba cái mã đen rô này. Cực đẹp luôn. Đen rô xuân này. Mã này quá đẹp luôn rồi. D29 cũng 320.000. 320.000 cho cái mã đen rô này nhé. Em lên cái chuỗi ngọc Điện Biên nhé. Chuỗi ngọc Điện Biên D28 200.000. Chuỗi ngọc 200.000.
chuỗi ngọc này thì ở Lai Châu em thì thường thường nó nở vào tầm tháng 3 dương lịch các bác ạ. Đấy, một giò chuỗi ngọc nữa đây. Cũng 200.000 D27. Cũng 200.000. Đấy. Cáo chưa? Rồi rồi. Đây em lên cho các bác cái giò gà thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, giò gà em cho ăn nắng này, thân vàng óng à. Gà chuẩn rừng Lai Châu luôn nhé các bác nhé. Gà toàn bộ đây là thân hoa nhé các bác nhé. Những cái này là những cái hàng giống năm vừa rồi này. Hàng giống năm vừa rồi em trồng thì nó nhỏ nhỏ, nó chưa có hoa. Nhưng mà năm nay nó sẽ ra hoa cho các bác. Toàn bộ là thân hoa. Cho ăn nắng 100%, thân nó vàng óng này các bác này. Đấy. Mã này là mã D31. 220.000 đùi gà tròn Lai Châu nhé các bác nhé. Đấy, toàn bộ là thân hoa hết nhé. Năm vừa rồi là em tách hết cây thân già ra, em ghép mỗi thân tơ thôi. Hàng giống kiểu vuông nhé các bác nhé. Kiểu vuông. Hôm nay còn duy nhất một giò thôi. D38 250.000. D38 250.000 nhé. Hôm nay em còn một cái giò duy nhất này thôi. 250.000 cho D38 kiểu vuông. Tiếp theo là long tu đá tím nha các bác nhá. Một cái bảng long tu đá tím như này, về các bác chăm bản dớn như này, về các bác chăm thì nó quá yên tâm rồi. Đấy. D36 220.000 bảng long tu đá tím. Cái này thì em nói thật các bác chứ, các bác nhìn trông nó bình thường này thôi, nhưng mà đến mùa hoa thì không đùa đâu. Đến mùa hoa thì nó quá đẹp luôn. Bây giờ đến cái mùa cây nó đang phát triển, nó cũng đang thắt ngọn rồi. Nói chung là đang thắt ngọn rồi. Thì trông nó thế này thôi, nhưng mà đến mùa hoa thì em nói các bác này, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Mã này là mã D37 220.000. 220.000 cho D37 các bác nhé. Còn cái đơn nào nữa không? Rồi, trên đây là toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay nhé các bác nhé. Các bác xem video thì nhớ nhấn cái nút đăng ký kênh ủng hộ em. Và hàng ngày em sẽ tiếp tục lên rất nhiều các cái mặt hàng hoa lan gửi tới các bác. Rồi, xin chào các bác.